Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phân tích hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa. Trong lịch sử loài người, những người tướng hữu dũng vô mưu thường chỉ làm công cụ. Nếu ngoan ngoãn thì có tương lai êm đềm, nhưng nếu ngông cuồng hoặc quá tham vọng thì thường có kết cục rất bi thảm. Thời Tam Quốc thì có Lã Bố là dũng tướng, nhưng ông này là một kẻ hữu dũng vô mưu và rất ngông cuồng. Cuối cùng ông ta nhận cái chết thảm khi Tào Tháo diệt gọn. Trong các dũng tướng của Lưu Bị có Quan Vật Trường, tức là Quan Vũ hay Quan Công, cũng là một loại hữu dũng vô mưu. Ông này đã bị Lữ Mông, một tướng tài của Đông Ngô, diệt do tính ngông cuồng, xem Lữ Mông là hàng thấp kém. Đây là hình ảnh vì không biết lượng sức tiền nhiệm của ông Tô Lâm đã lên bàn thờ vì quá nhiều tham vọng, cái chết đã đến hết sức bí ẩn. Khi làm chính trị thì người ta cần cái đầu hơn là sự hung hăng. Sự hung hăng chỉ hữu dụng khi được biết các thế lực cao hơn dùng làm công cụ để dẹp loạn. Và hiện nay, ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam được đánh giá là thuộc hàng hữu dũng vô mưu, tương tự như tướng Võ Biền trong quá khứ. Ông Trọng đang dùng ông Tô Lâm như là một công cụ, và đáng lẽ ra ông Tô Lâm khôn ngoan để được ông Tổng cất nhắc lên vị trí nào đó trong tứ trụ, thì ông mãi dậm chân tại chỗ ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an tới hai nhiệm kỳ. Có ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm không là cánh tay đắc lực, không thể thay thế, thì ông Tổng đã đá văng ông Bộ trưởng Bộ Công an từ đại hội lần thứ 13 đi mất rồi. Chính cây dại của ông Tô Lâm đã làm cho ông Tổng Trọng phải e ngại đưa ông lên cao hơn. Bắt cóc người và ăn thịt bò rất vàng, trả thù những ai châm biếm thì ông Tô Lâm đã thể hiện hết những gì ông có. Với những con người làm chính trị đầy toan tính như ông Tổng Bí Thư và ông Thủ tướng, thì nhìn những gì ông Tô Lâm làm họ rất mừng. Bởi con người có phẩm chất như Tô Lâm thì ông sẽ tự đạp đổ hết những gì ông ấy xây lên. Việc há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng đã được Vương Đình Huệ bao che, nhưng khi họp Bộ Chính trị, ông Huệ khó mà tha cho hành động này của ông Tô Lâm, hoặc ít nhất cũng dùng yếu điểm đó để ngăn cản ông Tô Lâm xâm hại đến lợi ích của ông ta. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm vẫn là trẻ con trên chính trường. Tiền nhiệm của ông Tô Lâm là Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang là một tướng hữu dũng, nhưng ông Quang không hề vô mưu, lộ liễu như ông Tô Lâm. Nói về nhãn quan chính trị, ông Trần Đại Quang khá hơn ông Tô Lâm rất nhiều. Nhưng nếu so với ông Nguyễn Phú Trọng thì Trần Đại Quang chỉ là đứa bé học việc. Và kết quả ông Tổng lấy chức chủ tịch nước như lấy kẹo trong túi. Những ông tướng Võ Biển thường rất ngây ngô về mặt chính trị. Tất nhiên có số ít vẫn có nhãn quan chính trị tốt, nhưng hầu hết là Võ Biển. Và bản thân ông Bộ trưởng Bộ Công an là như thế. Hiện nay ông Tô Lâm đang nhắm vào ghế tứ trụ giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên khi lọt vào tứ trụ là danh sách tham gia vào sân chơi của giới chính trị lọc lõi vào hạng thượng thặng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên cũng có người đánh giá nếu ông Tô Lâm lọt vào tứ trụ thì huồng máy đấu đá sẽ nghiền ông thành tro như đã từng làm với Trần Đại Quang vậy. Sân chơi tứ trụ là nơi hung hiểm, tầm của Tô Lâm không đủ để vào đấy. Với trò chơi chính trị thì vũ khí không phải là súng, nhưng nó còn nguy hiểm hơn cả súng. Ông Nguyễn Bá Thanh, ông Phạm Quý Ngọ, ông Trần Đại Quang đều phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Nhưng không phải họ chết vì súng đạn. Vì thế, chuyện trong tay ông Tô Lâm có súng không có nghĩa là gì với võ đài của bốn chiếc ghế quyền lực này. Đó là nhận xét của những người quan sát chính trị có uy tín đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm nên an phận với vai trò công cụ thì tốt hơn. Tứ trụ là nơi hung hiểm với ông Tô Lâm, nhưng ông Tô Lâm sẽ không đủ khả năng tiên lượng được điều đó. Cũng giống như Trần Đại Quang cũng không đủ khả năng để tiên lượng. Vì thế nếu Tô Lâm càng tham vọng thì sự an toàn cho bản thân của ông ta càng khó được đảm bảo. Tuy nhiên với người điếc thì họ không biết sợ sự nguy hiểm của súng đạn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đặng Thị Hoàng Yến thọc sườn Ba Dũng, thanh tra thuế đột kích Tân Tạo, công an sẵn sàng. Trước đây bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch Tân Tạo kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án quốc tế tại Paris. Và mới đây, bà Đặng Thị Hoàng Yến lại kiện chính phủ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc kiện ông cựu thủ tướng là kiện cá nhân, còn kiện chính phủ Việt Nam là kiện một tập thể khổng lồ. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đang thực sự đùa với lửa.
Thông cáo báo chí của công ty Itaco vào hôm 5 tháng 7 cho biết, công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam này hiện không còn lựa chọn nào khác là phải khởi kiện chính phủ Việt Nam sau khi chính phủ Việt Nam đòi bán các tài sản trị giá hàng tỷ đô la vì Itaco không trả một khoản nợ khoảng 900.000 đô la liên quan đến một thầu phụ của Itaco, trong khi Itaco không hề có liên quan đến trường hợp này. Đây là hình ảnh chi cục thuế và công an chuẩn bị tấn công Tân Tạo. Cũng có ý kiến cho rằng chính vì bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện chính phủ nên họ mới có cớ ra tay. Hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang xua hai cơ quan đến tìm kiếm sai phạm của Tân Tạo để đưa lãnh đạo công ty này vào vòng lao lý. Đứng sau bà Đặng Thị Hoàng Yến lâu nay là hai ông cựu chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết. Nhưng xem ra hai ông này đang bất lực, không giúp gì được bà Yến cả. Trong khi đó, kẻ thù của bà Yến được cho là ông Nguyễn Tấn Dũng đang gắn bó mật thiết với đương kim Thủ tướng Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính. Đợt đánh Tân Tạo kỳ này xuất phát từ chính phủ. Có người nói xem ra ông Nguyễn Tấn Dũng đang mượn tay Phạm Minh Chính để đánh vụ này. Được biết vào ngày 6 tháng 9, Tổng cục Thuế đã có yêu cầu với Chi cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của Tân Tạo, phối hợp với ngân hàng xác minh số tiền mà Tân Tạo đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến và chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm. Để đánh Tân Tạo kỳ này, Trung ương chuẩn bị hai đơn vị, đó là Chi cục Thuế và Công an. Chi cục Thuế vào cuộc để moi bằng được sai phạm, sau đó là Công an vào cuộc để đánh sát ván tập đoàn Tân Tạo. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hiện là công dân Mỹ, bà sẽ không sao với đòn đánh của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều cổ đông còn lại của Tân Tạo đang đứng dội đối diện với nguy cơ bị truy tố rất cao. Đây là hình ảnh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng đã đánh hơi mùi chẳng lành và đã rút 2.000 tỷ đồng từ cổ phần của Tân Tạo ra nước ngoài. Khi bà Yến rút tiền đi thì phía chính quyền Việt Nam mới vào cuộc điều tra. Có thể nói sau khi bà Yến rút 2.000 tỷ thì tập đoàn Tân Tạo chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Sẽ khó mà tóm được bà Đặng Thị Hoàng Yến và việc siết Tân Tạo giờ chỉ làm cho các cổ đông khác khốn khổ. Kể ra bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng đã tính toán rất kỹ. Bà tính từ hàng chục năm trước khi mà bà đã chuẩn bị quốc tịch Mỹ mới đi đến kiện cáo này. Nếu vụ án kiện ông Nguyễn Tấn Dũng được tòa án trọng tài mở phiên tòa, thì chuyện điệu ông Nguyễn Tấn Dũng tham dự tòa là rất khó. Tuy nhiên, tòa vẫn có thể tuyên án nếu triệu tập mà ông Nguyễn Tấn Dũng không đến. Và nếu phán quyết, rất có thể ông cựu thủ tướng khó có cơ hội ra nước ngoài đi du lịch. Cũng như tờ Thời báo .d trước đây đã phân tích, việc mâu thuẫn giữa phe cánh ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày càng được đẩy lên cao, nhưng sự thật thì những nhân vật chính không thể triệt hạ lẫn nhau, mà cùng lắm là những người chót theo Đặng Thị Hoàng Yến, góp vốn vào Tân Tạo sẽ nhận kết quả rất đắng mà thôi. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến. Khi nền kinh tế Việt Nam đầy rẫy những sân sau, và khi thế lực quyền lực đã không còn mặn nồng với thế lực tiền, thì họ đánh nhau không từ một thủ đoạn nào. Trong những cuộc đấu ấy, chỉ có những người thấp cổ bé họng là phải chịu thiệt hại nặng nề, còn những nhân vật cộm cán thì vẫn rất an toàn. Bản chất của nền kinh tế Việt Nam lâu nay vẫn là như thế.